Sự kiện DC Fandom 2021 được tổ chức vào ngày 17 tháng 10 vừa qua đã giới thiệu rất nhiều dự án mới sắp ra mắt của DC, bao gồm phim điện ảnh, TV series, games, truyện tranh. Cùng với việc giới thiệu trailer tiếp theo của The Batman rất được chờ đợi, chúng ta còn được thấy sự xuất hiện của Black Adam, Peacemaker, The Flash cùng nhiều nhân vật khác. Chào mừng đã quay trở lại, mình là Minh Dễ Thương và hãy cùng Tendikers điểm lại 10 sự giới thiệu đáng chú ý nhất đã diễn ra trong sự kiện này nhé. Black Adam lộ mặt. Trailer ngắn đầu tiên về siêu anh hùng cơ bắp này đã được chính Dwayne Johnson giới thiệu. Black Adam bị đánh thức bởi một nhóm lính đánh thuê vô tình đặt chân vào một ngôi miếu cổ đại và chúng ta được thấy những hình ảnh đầu tiên của siêu anh hùng này. Các fan cũng chia buồn cho Zachary Levi và chuẩn bị sẵn sàng xe cứu thương cho anh trong cuộc đối đầu với The Rock khi chúng ta biết rằng Black Adam sẽ là đối trọng chính của Shazam trong tương lai. Trong bộ phim sắp tới, Black Adam sẽ phải đối diện với một nhóm siêu anh hùng xuất hiện trong truyện tranh với tên gọi Justice Society of America, bao gồm các thành viên Adam Smasher do Noah Centineo thủ vai, Hawkman do Aldis Hodge thủ vai, Cyclone do Quintessa Swindoll thủ vai và Dr. Fate của 007 Pierce Brosnan. Pierce Brosnan nhận xét rằng bộ phim lần này có quy mô sản xuất còn to lớn hơn những bộ phim về James Bond mà ông đã từng trải qua. Qua đoạn trailer, chúng ta được chứng kiến qua khả năng sử dụng lượng điện của Black Adam, cùng với những năng lực cơ bản như siêu sức mạnh, tốc độ và khả năng bay. Với sự tham gia của The Rock, thì chúng ta có thể tự tin với những màn hành động đánh đấm mãn nhãn sẽ diễn ra. Aquaman and the Lost Kingdom. Một diễn viên cơ bắp khác là Jason Momoa cũng xuất hiện trong đoạn video hậu trường cho bộ phim thứ hai về người bơi giỏi nhất hành tinh. Tuy đây chỉ là một video clip hậu trường và không có nhiều những thông tin về cốt truyện sẽ diễn ra, nhưng chúng ta cũng được chứng kiến sơ lược về bối cảnh của phim. Dưới sự chỉ đạo của James Wan, thì phim vẫn sẽ mang rất nhiều màu sắc từ hàng loạt những sinh vật thú vị đến từ Atlantis. Nữ diễn viên thủ vai Mera, Amber Heard chỉ xuất hiện thoáng qua trong đoạn video. Tuy nhiên khá chắc chắn là cô sẽ vẫn có mặt trong bộ phim này, mặc cho sự phản đối, thậm chí là đòi tẩy chay phim của một số fan sau những lùm xùm giữa cô và nam diễn viên Johnny Depp. Series mới về Peacemaker. Teaser chính thức cho TV series Peacemaker cũng đã xuất hiện. Nhắc đến The Rock thì không thể nào bỏ qua John Cena khi anh trở lại với vai siêu anh hùng Peacemaker. Vai diễn đã nhận được khá nhiều những lời khen khi xuất hiện lần đầu trong Suicide Squad phần 2. Series lần này sẽ đi sâu vào cuộc sống và những nhiệm vụ tiếp theo của Peacemaker sau những sự kiện đã xảy ra trong Suicide Squad phần 2. Cùng đồng hành với anh trong những phi vụ tiếp theo này sẽ là Vigilante, do Freddy Stroma thủ vai, một luật sư đam mê làm anh hùng với khả năng thiện xạ và hồi phục nhanh. Clemson Mom do Chakudi Iwuji thủ vai, hai đặc vụ của Amanda Waller là Emilia Harcourt do Jennifer Holland thủ vai và hacker John Economos, người phụ trách an ninh trong nhà tù Bell Reef, lính mới Leoda Adebayo do Daniel Brooks thủ vai, nhân vật thứ chính bên cạnh Peacemaker với quan điểm hoàn toàn đối lập với anh, và cuối cùng là cha của Peacemaker Augie Smith do Robert Patrick thủ vai. Qua trailer, chúng ta thấy rằng mối quan hệ giữa Peacemaker và cha của anh khá là căng thẳng. Tuy vậy, đây vẫn là một series hứa hẹn sẽ rất hài hước, cũng như không thiếu những pha hành động mãn nhãn với sự có mặt của John Cena. Mid-season trailer của Doom Patrol. Doom Patrol Season 3 đã đi được một nửa chặng đường, và HBO Max cũng đã cho ra mắt trailer hé lộ nửa sau của series. Cùng với đó là lời hứa về season tiếp theo. Chúng ta vẫn tiếp tục câu chuyện về những siêu anh hùng bất đắc dĩ, những con người vì xui mà phải trở thành siêu anh hùng, chiến đấu trong một thế giới toàn những người ghét mình. Họ sẽ tiếp tục đối diện với những đối tượng và sinh vật kỳ dị, một điểm đặc trưng của phim. Titans. Đoạn sneak peek cho tập cuối của Season 3 của Titans cho chúng ta thấy phiên bản trưởng thành hơn của biệt đội Titans so với phiên bản hoạt hình. Đoạn sneak peek hé lộ câu hỏi về lai lịch thật sự của Selina Kyle. Cụ thể, Dick Grayson và Tim Drake đang hướng Carl Logan đột nhập vào hệ thống an ninh của biệt thự nhà Wayne. Ngoài ra, phim cũng được hứa hẹn về Season 4. Gotham Knights Court of Owls. Tựa game Gotham Knights Court of Owls cũng đã được giới thiệu đoạn trailer hoàn toàn mới, hé lộ sự xuất hiện của tổ chức Court of Owls. Gotham Knights Court of Owls là tựa game hành động nhập vai thế giới mở với bối cảnh là thành phố Gotham. Người chơi sẽ vào vai các nhân vật như là Nightwing, Batgirl, Robin và Red Hood. Những người sẽ phải trở lại hợp tác cùng nhau để giữ gìn an ninh trật tự cho Gotham sau cái chết chưa rõ thực hư của Batman. Tổ chức Court of Owls là tổ chức tội phạm cực kỳ lâu đời xuất hiện cùng thời điểm hình thành của Gotham, với những tên sát thủ bị tẩy não mang danh xưng Talons. Ngoài ra, bộ tứ nhân vật chính cũng sẽ phải điều tra bí ẩn sau cái chết của người rơi. Suicide Squad – Kill the Justice League. Tựa game tiếp theo cũng sắp sửa ra mắt, đó chính là Suicide Squad – Kill the Justice League. Đây là sự nối tiếp của Batman Arkham và là tựa game đầu tiên không đưa Batman vào tiêu đề hoặc là hàng nhân vật chính. Gameplay chính sẽ là hành động phiêu lưu bắn súng thế giới mở tại thành phố Metropolis. Bốn nhân vật chính sẽ là Harley Quinn,
Deadshot, Captain Boomerang và King Shark, Brainiac xâm chiếm trái đất và tẩy não mọi người, bao gồm cả Superman, The Flash, Green Lantern và Wonder Woman. Trước tình thế không thể gọi được sự trợ giúp nào khác của các siêu anh hùng, Amanda Waller phải gửi đội Suicide Squad đến Metropolis để giết những thành viên của Justice League. Và như mọi sản phẩm có sự xuất hiện của Suicide Squad, đây sẽ là một tựa game bạo lực, kỳ dị và máu me. Chúng ta đã phần nào thấy được điều đó trong đoạn trailer. Teaser trailer Shazam Fury of the God. Trở lại với phim điện ảnh, chúng ta được xem đoạn video hậu trường của Shazam Fury of the Gods, hứa hẹn mang bối cảnh gần lại thời cổ đại với những vị thần và quái vật. Hai nữ phản diện chính cũng đã được tiết lộ, đó là hai người con gái của vị thần Atlas, là Hespera do Helen Mirren thủ vai và Calypso do Lucy Liu thủ vai. Bối cảnh phim lần này sẽ có nhiều cảnh quay ở Athens, được gọi là Realm of the God khi lên phim. The Flash xuất hiện trong trailer phim điện ảnh của mình với một trang phục khá mới lạ. Bộ phim lần này sẽ là bộ phim thứ 12 của DCEU. Câu chuyện của phần phim này đó chính là Barry Allen trở về quá khứ để ngăn cái chết của mẹ mình. Tuy nhiên điều này dẫn đến những hậu quả khôn lường. Cụ thể là Barry sẽ gặp phiên bản của chính mình ở một vũ trụ khác. Chúng ta cũng được thấy những chi tiết gợi nhớ đến phiên bản Batman của Michael Keaton, người sẽ trở lại trong phần phim này. Ngoài ra, phim cũng có sự trở lại của Ben Affleck trong một phiên bản khác của Batman. Ngoài ra là đoạn nhá hàng trên Batmobile cũng có thể sẽ là của phiên bản Batman 1989. The Batman. Tôi biết các ông chờ lâu lắm rồi. Hôm tôi xem fandom cũng phải chờ tới hơn 3 tiếng mới được xem trailer dài 3 phút của The Batman. Đây sẽ là phiên bản tập trung vào thời kỳ đầu của Batman, cụ thể là năm thứ 2 kể từ sau khi anh khoác lên mình bộ đồ rơi. Cho nên phiên bản Batman của Pattinson sẽ độc lập khỏi DCEU, còn Batman của Ben Affleck thủ vai vẫn sẽ xuất hiện trong Justice League trong tương lai. Câu chuyện của The Batman sẽ nhuốm màu đen tối hơn và nặng về tâm lý khi Batman của Pattinson lúc này có những dấu hiệu bất ổn về cách suy nghĩ và hành động. Phản diện chính có thể sẽ là Riddle do Paul Dano thủ vai, đứng sau những vụ giết người hàng loạt và làm đau đầu sở cảnh sát Gotham. Một phản diện khác xuất hiện trong màn truy đuổi xe nghẹt thở đó chính là Penguin do Colin Farrell thủ vai. Chúng ta cũng được thấy rất nhiều hình ảnh của Selina Kyle, Catwoman do Zoe Kravitz thủ vai. Chiếc Batmobile trong phiên bản này cũng được làm thực tế hơn, theo mẫu xe Mustang nhưng được nâng gầm lên và dĩ nhiên mang màu đen. Những pha hành động theo tôi là khá giống với The Dark Knight, một điều hợp lý đặt vào bối cảnh của phim. Bộ phim sẽ được ra mắt vào ngày 4 tháng 3 năm 2022. Trên đây là những gì đáng chú ý nhất sau sự kiện DC Fandom vừa qua. Các ông mong chờ bộ phim nào nhất? Hãy comment ở phía bên dưới nhé. Đừng quên like, share và sub kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất tới từ Tentacles. Đây là Minh Dễ Thương. Xin chào và hẹn gặp lại.